果然，果真。có nghĩa là quả nhiên, quả là, quả thật, quả vậy. Mời các bạn học phần 1. 果然, quả nhiên, quả là. 他说他会来, 今天果然来了. có nghĩa là anh ấy nói sẽ đến, hôm nay quả nhiên đến rồi. 他说他会来, 今天果然来了. Mời các bạn đọc theo Thu Nguyệt. 他说他会来, 今天果然来了. Mời các bạn học tiếp. 第一次见到小霞, 果然身材娇小. Có nghĩa là lần đầu tiên gặp Tiểu Hà, quả là vóc người nhỏ nhắn. 第一次见到小霞, 果然身材娇小. Mời các bạn đọc theo Thu Nguyệt. 第一次见到小霞, 果然身材娇小. Mời các bạn học tiếp. 到了中午12点, 小强果然如约而至. Có nghĩa là đến 12 giờ trưa, Tiểu Cường quả nhiên đến đúng hẹn. 到了中午12点, 小强果然如约而至. Mời các bạn đọc theo Thu Nguyệt. 到了中午12点, 小强果然如约而至. Mời các bạn học tiếp. 坏人设下圈套, 他果然落入囊中. Có nghĩa là người xấu đặt bẫy, anh ấy quả nhiên rơi vào bẫy. 坏人设下 chuyên thảo, ta quả rán lùa rù nắng trung. Mời các bạn đọc theo Thu Nguyệt. Hoài rán sơ xa chuyên thảo, ta quả rán lùa rù nắng trung. Mời các bạn học tiếp. Chuyên dư đỡ đa khảo giá, quả rán mình bù xu chuẩn. Có nghĩa là vịt quay toàn tụ đức, quả là danh bất hư truyền. Quyền dư đỡ đa khảo giá, quả rán mình bù xu chuẩn. Mời các bạn đọc theo Thu Nguyệt. Quyền dư đỡ đa khảo giá, quả rán mình bù xu chuẩn. Mời các bạn học tiếp. Quả rán bù chú sổ liệu, 他再也没出现过. Có nghĩa là quả là không phải ngoài dự đoán, anh ấy không còn xuất hiện nữa. 果然不出所料, 他再也没出现过. Mời các bạn đọc theo Thu Nguyệt. 果然不出所料, 他再也没 Mời các bạn học từ mới. 身材娇小, có nghĩa là vóc người nhỏ nhắn. 如约而至, đến đúng hẹn. 设下圈套, đặt bẫy. 落入囊中, rơi vào bẫy. Mời các bạn học phần 2. 果真, quả thật, quả vậy, quả đúng như vậy. 小张说要游过这条河, 果真他做到了. Có nghĩa là Tiểu Trương nói sẽ bơi qua con sông này. Quả thật, anh ấy đã làm được. 小张说要游过这条河, 果真他做到了. Mời các bạn đọc theo Thu Nguyệt. 小张说要游过这条河,
果真他做到了。Mời các bạn học tiếp. 老孙说自己耳朵听不见，果真如此。Có nghĩa là ông Tôn nói tai mình không nghe thấy, quả đúng như vậy. 老孙说自己耳朵听不见，果真如此。Mời các bạn đọc theo Thu Nguyệt. 老孙说自己耳朵听不见，果真如此。Mời các bạn học tiếp. 阿雄果真要搬家了，我真有点舍不得。Có nghĩa là cậu Hùng quả thật dọn nhà, tôi thật không muốn xa cậu ấy. 阿雄果真要搬家了，我真有点舍不得。Mời các bạn đọc theo Thu Nguyệt. 阿雄果真要搬家了，我真有点舍不得。Mời các bạn học tiếp. 为了恳请王芳的原谅，李磊果真向他道歉了。Có nghĩa là để thành khẩn yêu cầu Vương Phương tha lỗi, lý lỗi quả thật xin lỗi cô ấy. 为了恳请王芳的原谅，李磊果真向他道歉了。Mời các bạn đọc theo Thu Nguyệt. 为了恳请王芳的原谅，李磊果真向他道歉了。Mời các bạn học tiếp. 原来放在架子上的一盆仙人掌果真不见了。Có nghĩa là cây xương rồng vốn để trên giá gỗ quả thật không thấy nữa. 原来放在架子上的一盆仙人掌果真不见了。Mời các bạn đọc theo Thu Nguyệt. 原来放在架子上的一盆仙人掌果真不见了。Mời các bạn học tiếp. 他们说翻过山有片湖，果真被我发现了。Có nghĩa là họ nói vượt qua quả núi có một hồ nước, quả thật bị tôi phát hiện. 他们说翻过山有片湖，果真被我发现了。Mời các bạn đọc theo Thu Nguyệt. 他们说翻过山有片湖，果真被我发现了。